Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Tăng Combat nha anh em ơi. Một tựa game xe tăng rất là hay và link tải mình sẽ để phía dưới phần mô tả và phần comment nhé. Nó ở đây. Thì tựa game mới được mình mod full tiền vàng là anh em có thể sở hữu tất cả các loại xe tăng mới nhất ở trong này. Rất là tuyệt vời, rất là hay. Ok nhá, rồi để kéo xuống dưới và tải cho anh em. APK chỉ có hơn 95 MB thôi và mình đã test rồi. Hôm nay thì chọn xe gì đấy, xe khủng long à, xe tăng khủng long, xe tăng rồng, xe tăng gì ấy trông lạ. Hôm nọ chọn Kraken cực phẩm, có xe tăng mạnh nhất trong này con này á, con này con mạnh nhất ở trong này anh em ạ, xe tăng người ngoài hành tinh và tên là Ve Venomless và nó bị đi ra ngoài rồi. Game này nó khá là nặng ấy, nó không nhẹ lắm đâu ha. Ok anh em, trên này hôm nay mình update khá nhiều game mới, Minecraft, Roblox các thứ. Đấy, đều là phiên bản mod các thứ. Anh em có thể vào và xem qua, nó khá là hay đấy. Ok chưa? Tôi còn khá nhiều thứ để làm, nhiều thứ lắm. Cứ bình tĩnh. Tân 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 tân. Ok anh em, giờ tắt cái đi. Rồi. Chiến luôn anh em. Cái con cuối mình sẽ chọn con cuối nha. Sao nó lag nhỉ? Nó lag một cách thật sự luôn anh em ạ. Nhờ. Rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ ấn chơi này. Ấn let's go này. Ở đâu? Đây đâu phải xe mình cần đâu. Trang chủ. Không phải xe tôi cần. Đây. Có quả xe bí ngô đẹp lắm anh em ạ. Đây là xe bí ngô này cho lễ hội Halloween ha. Mình thích cái xe đấy à. Nâng cấp nào, nâng cấp nào. Ok. Wow, xe đẹp dã man luôn. Hơi bị được ấy. Chốt đấy anh em, sẽ cho một điểm cộng rất là lớn cho cái xe này, có thể lên cấp độ 100 luôn. Wow, Evolution xem nào. Phù. Xe này là xe quái vật ngoài hành tinh anh em ạ, được chất vãi. Đây là dạng mạnh nhất của nó này, có cả sừng luôn, dạng mạnh nhất rồi đấy. Chiến này anh em. Anh em nhớ link tải để phía dưới phần mô tả, phần comment dành cho anh em nhé. Game này rất là hay, đồ họa đẹp. Không chơi thì quá phí á. Cái gì ấy? Oh my god. Cái này làm gì? À, laser, laser anh em ạ. Vãi thật sự. Tên lửa đạn đạo anh em ạ. Tên lửa mấy anh em ơi? Tên lửa gọi là... Tên lửa gì? Tên lửa đuổi anh em ạ. Bạn đạo đuổi như thế này thì đỡ thế nào được, nó quá lác mộng luôn. Xe tăng mạnh nhất thế giới, phía sau là có thêm một cái drone nữa chứ. Cái drone đấy để làm gì vậy? Drone không biết để làm gì luôn, nhưng mà hay, cái drone hay đấy, được đấy, được của nó đấy anh em. Rồi cái đội tiếp theo này anh em, cho sắp đánh đến một cái xe tăng còn mạnh hơn cả xe tăng lúc nãy cơ. Ui thật sự à, đáng để gọi là chơi anh em ạ. Được của nó đấy. Ui trời ơi, bắn thì bắn đi. Ui khỏe thế nhở, bá đạo hạt gạo đấy. Rồi có bot không, có bot ở đây không? Rồi anh em, ta đã hạ gục xong, hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn, và chúng ta tới một cái xe tăng khác ở bên này. Chúng chất vãi, đây là con boss anh em ạ. Chúng ta phải đấm nhau vào con boss rồi. Được đấy anh em, lên nào. Wow, bắn thì bắn thôi, sợ thật sự luôn, bá đạo đấy. Dồn. Ui 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 ui.
hay vãi chửa luôn. Nào bạn ơi, gặp là bắn, bắn là chết, gặp là giết. Rồi boss winning rồi. Boss tăng gì đây, tăng gì cùi đấy. Một tia laser là bay màu, là không còn cơ hội nào để mà chiến đấu nữa, sợ thật. Bắn cái là nổ, sợ thật sự luôn nhờ. Yeah. Rồi anh em ơi, tắt ngay vào luôn, ngay vào luôn. Rồi tắt cái này luôn đi. Ok anh em ơi, tiếp này. Rồi anh em ơi, tiếp tục là chơi. Ôi xe tăng gì thế này, tiếp tục là chuyến thôi anh em ạ. Lên, let's go. Ui, bắn luôn này. Ui, khỏe phết anh em ạ. Nhờ. Yeah. Bắn. Cố gắng đánh con boss, mà con xe này khỏe quá. Xe này nó bá đạo quá. Không có gọi là cái cơ hội nào để mà có thể là phản kháng được vì nó quá mạnh. Nhỉ. Đây, đây cái xe này mà nó bên bên địch cũng khá nhiều xe đẹp. Mấy cái xe trước giờ thấy luôn, mấy xe lạ lắm nhiều. Nhưng mà cái xe này đứng thật sự là quá khỏe. Quá khỏe so với quy định luôn. Nào bạn ơi, bắn thì bắn đi. Lên nào, let's go, let's go, let's go. Ui trời ơi. Tên lửa bắn mâm, phóng là mâm, sợ thật. Đi đến đâu là tên lửa tới đấy luôn. Ok, được rồi đấy, khỏe đấy. Và chúng ta tiếp tục đánh thêm một vài trận nữa nào. Sắp đến con boss rồi. Lên. Cái Devin Howe là một cái game gì đây, game quỷ quỷ gì đấy, ma quỷ gì đấy. Nhưng có vẻ cũng hay đấy, có vẻ là cũng khá nhiều người chơi đấy anh em. Hello. Hello. Hello anh em. Hello. Ui. Bắn là chết, đúc là nổ anh em ạ. Đúc là nổ, có cả mấy con bay bay luôn. Tại vì chúng ta level 100 anh em ơi. Đó là level 100 nên nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Cái Battle Cast này là có cái sự kiện nhận 7777 ấy. Đây là con boss này luôn anh em. Let's go, let's go. Let's go, let's go, đúng rồi. Càn quét. Ý à. Cái có thêm cả một cái drone bắn ở trên trời nữa thì các bạn tuổi gì mà lại vào đây được. Không bao giờ Black Stickman à? Game mới à? Mà nhìn game này nó khá là ngáo á. Thôi kệ thử xem. Đâu rồi? Stickman Murder Master anh ạ, lại có thêm một tựa game người que khác. Đây là xe rồng lửa với cái vật ngoài tinh Alien. Rồi anh em, và chúng ta kết thúc nha.